Tiếp theo là thầy hướng dẫn các em giải cái bài tập 1.6 cho A và B là hai biến cố trong cùng một không gian xác suất. Xác suất của biến cố A là bằng 1/3 nè. Xác suất biến cố B là bằng 1/4 và xác suất của biến cố A hợp B là bằng 1/2. Yêu cầu tính xác suất để câu A xảy ra, biết rằng biến cố B đã xảy ra. Còn câu B là B xảy ra biết rằng A đã xảy ra. Câu C cả AB đều không xảy ra. Câu D chỉ có A xảy ra. Câu E A xảy ra biết rằng B không xảy ra. Câu F là B không xảy ra biết rằng A không xảy ra. Đấy thì đây là cái bài tập 1.6. Thì bây giờ mình xem câu A ha. Thì ở đây yêu cầu tính xác suất A xảy ra biết rằng B đã xảy ra, tức là mình tính xác suất của biến cố A với điều kiện B ha. Thì ở đây mình áp dụng công thức xác suất điều kiện. Thì xác suất của A với điều kiện B nó bằng xác suất của biến cố A do B chia cho xác suất của biến cố B em. Chia cho xác suất của biến cố B. Thấy không? Đây. Đây, công thức này là công thức xác suất điều kiện này. Rồi mình thế vô thì xác suất của biến cố A do B đó, thì em lưu ý là xác suất của biến cố A do B thì mình áp dụng công thức cộng, tại vì mình có là xác suất của biến cố A hợp B nè, nó bằng là xác suất của biến cố A cộng xác suất biến cố B thì trừ đi cho xác suất của biến cố A do B, đúng không? Đấy, cho nên là đây mình chuyển chuyển vế thì mình sẽ được cái công thức này. Đấy, và mình sau đó mình thế số vô thì mình được kết quả này bằng 1/3, đúng chưa? Đấy. Thì bây giờ các em tiếp xem tiếp câu B. Câu B tức là xác suất của biến cố B với điều kiện A này. Xác suất của biến cố B với điều kiện A thì cũng giống như câu A thôi. Nhưng mà ở đây ở dưới mẫu nó là xác suất của biến cố A đúng không? Biến cố A là để cho 1/3. Đấy, vậy thì mình sẽ được 1/12 mà chia cho 1/3 thì nó ra cái này, nó ra 1/4, ở trên thì ra 1/3 không. Vậy thì A với điều kiện B là bằng có xác suất bằng 1/3, còn B với điều kiện A là xác suất bằng 1/4. Tiếp theo là mình xem câu C, tức là ở đây mình tính xác suất AB đều không xảy ra. AB đều không xảy ra thì cái biến cố này theo luật De Morgan đó, thì biến cố A ngang giao B ngang, nó sẽ bằng là biến cố A hợp B tất cả gạch đầu, tất cả gạch ngang rồi. Đấy, thì ở đây mình sử dụng công thức xác suất biến cố đối ha, thì nó sẽ bằng 1 trừ đi xác suất của biến cố A hợp B và kết quả ra bằng 1/2. Ở câu D thì tính xác suất chỉ có A xảy ra, chỉ có A xảy ra tức là xác suất của biến cố A trừ B đó. A trừ B thì ở đây mình có thể sử dụng xác suất của biến cố, sử dụng công thức là xác suất của biến cố A trừ đi cho xác suất của biến cố A do B. Mà A do B thì nó sẽ bằng BA cộng BB trừ BA hợp B, đúng không? Mình lấy BA trừ BA mất nè, còn trừ BB cộng BAB. Cái chữ chữ này là chữ chữ b b bò b biến cố ha, biến cố ha. Để các em cô sửa cho này thầy. Đấy, vậy thì ở đây nó sẽ bằng là xác suất của biến cố A hợp B trừ đi cho xác suất của biến cố B. A hợp B ha, trừ đi xác suất biến cố B. Rồi mình thế số vô thì nó ra 1/4. Ở câu E thì yêu cầu là tính xác suất A xảy ra biết rằng B không xảy ra. Đấy, xác suất của biến cố E là A xảy ra biết rằng B không xảy ra, tức là mình sẽ tính xác suất của biến cố xác suất của biến cố A với điều kiện B ngang, đúng không? Thì cái này nó ra là B xác suất của biến cố A B ngang này chia cho xác suất của biến cố B ngang. Đấy.
thì xác suất của biến cố A B ngang đó, thì mình có thể lấy xác suất của biến cố A hợp B trừ đi cho xác suất biến cố B cũng được. Đấy. Thì cái hình minh họa như thế này kìa. Ở đây là A nè, B nè. Thì cái phần gạch gạch này của mình nó là gì? Gạch gạch này có nghĩa là A trừ B nè, là A B ngang, A B ngang. A B ngang thì mình có thể lấy A hợp B, tức là lấy hết hai nguyên này mình trừ ra cái xác suất của biến cố B là được, đúng không? Đấy. Thì cái này nó ra bằng 1/3. Rồi còn cái câu F. Câu F là yêu cầu là tính xác suất B không xảy ra, biết rằng A không xảy ra, tức là mình tính xác suất của biến cố B ngang với điều kiện A ngang, đúng không? B ngang với điều kiện A ngang. Thì cái này nó sẽ bằng xác suất của biến cố B ngang giao với A ngang này, rồi chia ra xác suất của biến cố A ngang, đúng không? Nhưng mà B ngang giao với A ngang ở trên đây mình có tính rồi, chỗ câu C này, chỗ câu C này. Thì nó bằng 1/2, không? Còn xác suất của biến cố A ngang thì nó bằng 1 trừ xác suất biến cố A, tức là bằng 2/3. 1/2 mà chia cho 2/3 thì nó ra là 3/4. 3/4. Đấy, thì ở trên đây là thầy vừa hướng dẫn xong cái câu bài tập 1.6. Em lưu ý chỗ này của thầy là cái chữ B. Chữ B, chữ chữ B bò đó. Mấy B vỡ không?